video tiếp theo đến với triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Nam Định tại Phủ Thiên Trường. Đỗ Sinh ghi những cái bức hình rất là sinh động trong những cái giờ tập kết cây đến với triển lãm. Đây các anh ở tỉnh nào anh ơi? Nam Định. À, trong khu vực Nam Định ạ. Vâng, anh ở huyện nào? Trực Ninh. À, Trực Ninh. Vâng, cảm ơn anh nhé. Đây là hôm nay các anh mang những cái tác phẩm của mình. Đây là khu vực triển lãm đấy chứ? Hay là khu vực thương mại? Đây là khu vực triển lãm. Triển lãm ạ? À? Vâng. Cặp đôi long đối xứng. Chia sẻ hình ảnh của các anh trong hội sinh vật cảnh huyện Trực Ninh đưa những tác phẩm của mình đến đây để triển lãm. Tôi có thấy ở trong cái các anh đã làm mái lều cứ như là đám cưới như thế này đấy các bạn. Và trong đó có những cái bệ xanh rất là đặc biệt. Đây là cái bệ lớn nhất mà đặt ở trung tâm của cái nhà có khung lán như thế này. Rất là trang trọng. Đang dự kiến vài tỷ. Cái bệ này ạ? Vâng. Đang dự kiến là hơn 2 tỷ. Tức là sẽ giá trị vào khoảng hơn 2 tỷ. Vâng. Cái bệ này của ai anh ơi? Chủ nhân là ai ạ? Em là anh Toàn. Anh Toàn ạ? À, xã Trực Thắng à? Xã Trực Thắng. Vâng. Anh Toàn, xã Trực Thắng có cái bệ này. Và các anh đang có dự kiến là nếu có cho đi về với chủ mới thì cái giá khoảng hơn 2 tỷ. Đây chính là một bệ xanh mà các bạn vẫn hay dùng từ gọi là đục đục đẽo đẽo. Vâng, các nghệ nhân đã tạo lên được những cái điểm nhấn, những cái chiều sâu của một bệ xanh. Và đến một bệ thứ hai nhỏ hơn. Hãy
Và đến đây tôi gặp một cái cảnh mà anh rất chịu khó. Tác phẩm của anh để trong triển lãm nhưng mà tay anh không rời cái kéo. Anh cứ làm đấy nha, anh đừng cảm động quá nhá. Anh cứ hoạt động bình thường đi thôi. Đúng rồi, cứ hoạt động bình thường. Đừng có cảm động quá, thấy hương sắc đô sinh nên nói mấy câu mà. Bể xanh ôm đá rất là già. Khu vực Trường Ninh mình nhiều cây đấy nhỉ? Vâng, rất nhiều đấy. Nhưng mà cái bể ở giữa thì dự kiến của anh vừa nói là hơn 2 tỷ. Thế còn cái bể này anh biết là sẽ dự kiến khoảng bao nhiêu? Cái bể đầu tiên này. Bể đây á? Vâng, bể trước ống kính này. Chắc nó không phải hơn 2 tỷ. Cũng phải hơn 2 tỷ. Vâng. Vâng, tất cả những cái mà chúng ta hay gọi là đục đục đẽo đẽo, bây giờ các anh đã tạo dáng được một cái bể rất hay. Đây. Và có cái chiều sâu. Đúng thế. Tạo vách. Đây. Đó. À, chúng ta lại thưởng thức một cái bể nữa. Tác phẩm này do bàn tay con người nên hết. Vâng. Các anh đang cấy rêu cho mặt đất. Và chúng ta quan sát cái phần đục đẽo rất là nghệ thuật như thế này. Vốn dĩ chỗ này trước kia là liền, mà bây giờ trở thành một cái điểm sâu, một cái chiều sâu, một cái điểm nhấn. Và trên này cũng vậy. Không biết những cái vị trí như thế này sau này liền sẹo, cái vỏ cây nó múm vào thì sẽ đẹp đến đâu. Vừa rồi nó có một chút râm, bây giờ nắng rồi. Nãy tôi ở khách sạn đi ra thì nó râm, mình bảo thôi đi ra quay, nếu mà giờ ra đây lại nắng. Và khu vực cây của Hải, của Trực Ninh tôi thấy có còn tác phẩm ruối. Cái này gọi là dáng gì anh ấy? Dáng làng à? Vâng, chắc là chỉ gọi dáng làng thôi. Ví dụ như là cái tác phẩm xanh dáng làng này thì giao dịch giá bao nhiêu anh? Chưa có giá giao dịch.
Có vẻ là cái bệ bên kia, bệ bên này đối xứng anh nhỉ? Vâng, đối xứng cả an cả bóng dáng cây. Đây bên này đây. Đúng rồi, là một đôi. Một đôi đối xứng với cây thân cổ quái ở giữa. Long cổ. Long khúc. Long khúc. À, long phụng. Long phượng đấy. À, long phụng. Long phụng tức là cả long cả phượng. Vâng. À, tôi chia sẻ với các bạn tác phẩm xanh long phụng này. Vâng, và hai bên long phụng là hai tác phẩm xanh dáng làng đối xứng như tôi vừa giới thiệu với các bạn. Đây cũng của Trực Ninh anh. Vâng. Vì mình mới mang cây đến nó chưa có thẻ treo, chưa có gì cả, cứ phải hỏi. Khi có thẻ treo rồi thì là không phải hỏi, mà mình dí ống kính vào cái thẻ luôn để lấy số điện thoại của chủ cây luôn. À, với video này tôi đi lướt qua không gian triển lãm rộng bao la như thế này. À vâng, chào anh nha. Lại gặp nhau đây rồi. Xem bác trên mạng đâu, hôm nay mới được gặp trực tiếp. Vâng, thế thì tôi bỏ mũ ra cho anh ngắm cái dung nhan tôi tí cho nó trông nó có được không anh? Rất bài bác. Cảm ơn anh. Tăng nghiệp ạ? Mình vào đây lúc 10 giờ trưa nhưng mà mình đi công việc gia đình, bây giờ mới đến với triển lãm được. Và sẽ ở đây chiều nay, ngày mai và ngày kia nữa. Thế hai bạn quê ở đâu? Cháu quê ở Nam Định ạ. Nam Định ở huyện nào? Hải Hậu ạ. Hải Hậu à? À, Hải Hậu thì khi triển lãm ở Yên Định thì mình có ở đó mấy ngày liền. Vâng. Ở Hải Hậu thì quy mô nó không được như ở đây ạ. À, thì đây là cấp tỉnh mà. À, mình làm Hải Hậu là cấp huyện đúng không? Vâng ạ. Thì huyện phải nhỏ hơn tỉnh thôi. Dạ vâng. Nhưng mà cũng rất là hoành tráng và đáng là trân trọng. Vâng. Bởi vì có những cái nét nổi bật hơn tất cả so với các cái triển lãm trước kia. Mà điển hình nhất là cái tác phẩm của ông Phú. Ông Cao Văn Phú với cái tác phẩm là Đại Thế Vân Tục. Và đến với triển lãm Nam Định lần này thì ông có thêm cái tác phẩm là Long Thăng. Đấy. Và tôi gặp được các bạn đôi vợ chồng với nhau hả? Dạ vâng ạ. Chúc các bạn hạnh phúc nhá. Dạ vâng. Và có một cái sức khỏe tốt. Vâng. Với cái lòng đam mê cây cảnh nghệ thuật thì lúc nào cũng đồng hành cùng với Hương Sắc Đô Sinh. Vâng. Vâng. Xin chào các bạn nhé. Vâng. Và đây là cuốn video tôi cũng xin kết thúc ở những cái giây phút này. Vâng. Một đôi bạn trẻ gặp tôi có những cái lời chúc rất tốt đẹp đến với nhau. Tôi xin cảm ơn các bạn. Vâng.